Ngày 4 tháng 7, Đảng ủy khối cơ quan chính quyền phối hợp với Đảng ủy khối Đảng đoàn thể huyện Mộc Châu đã tổ chức sinh hoạt chính trị và chào cờ đầu tuần. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên, cán bộ công chức viên chức huyện Mộc Châu đã được thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và huyện, xem phim tư liệu kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong tháng 7. Theo đó, huyện Mộc Châu sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 09 ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, 10 bản giáp biên giới, duy trì tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân và tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh trong đó tập trung giải quyết các vấn đề có thể tạo ra bức xúc trong nhân dân